Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Đây là trận đấu đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay. Trận bán kết ở nội dung đôi nam lứa tuổi 19-25. Giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô giữa đơn vị Học viện Hậu cần và đơn vị Đại học Mỏ Địa chất. Trên trang phục áo đỏ là đơn vị Học viện Hậu cần. Và đối thủ của Học viện Hậu cần, cặp đôi áo trắng đến từ trường Đại học Mỏ Địa chất, là trường của Hùng. Nếu được thì rất mong mọi người cổ vũ cho trường Đại học Mỏ Địa chất nha. Nếu bạn đang theo dõi được cái live stream này, có thể comment 2 để chúng ta chào nhau một chút được không ạ? Ở sân bên cạnh thì đã bắt đầu diễn ra trận đấu giữa Học viện Tài chính và Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao rồi. Xin mời em chụp ảnh ra bên ngoài em. Trận bán kết còn lại thì cũng đã được Hùng quay lại nên mọi người yên tâm là mọi người sẽ có thể xem lại. Đánh chắc vào. Hùng sẽ đăng lên kênh YouTube Support Hùng Badminton. Chung kết nâng cao, nói chung là buổi chiều nay diễn ra tất cả bán kết với chung kết, là mọi người không muốn bỏ lỡ thì tốt nhất là lên bấm theo dõi ạ. Vì khi Hùng phát trực tiếp mọi người đọc tiêu đề là sẽ biết. Thiết hôm nay gặp Quốc Học chung kết anh ơi. Hello mọi người tăng bạn bè vào xem nhá. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Điểm số 0 đều Học viện Hậu cần giao cầu. Ok anh Lợi Đỗ bắt kèo trắng thắng nhá. Kèo gì anh ơi? Bắt kèo tí cho vui. Coi như mình tiện cổ vũ đội mình cho nó hăng luôn. Điểm số 1-0 cho Đào Mở Địa chất. Kèo 50 nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Vinh cũng chia sẻ live stream. Bắt kèo có tiền lập thẻ. Có tiền lập thẻ live stream nào. Em chào chị Hồng Nhung Vũ. Cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream. Điểm số 1 đều. Rất hay. 2-1 cho Đại học Mỏ Địa chất. Em chào anh Mặc Kệ Thụ. Mọi người cho Hùng biết chất lượng live stream có ổn không ạ? Nếu mà chất lượng mạng ổn thì mọi người comment 1. Còn nếu chất lượng mạng không ổn, mờ hay giật thì nhau, mọi người comment 0 thì Hùng biết nha. Hello anh Lâm Phong, cảm ơn đã chia sẻ. Điểm số 2-1 cho Đại học Mỏ Địa chất. Rất may mắn. Điểm số 2 đều. Mọi người cùng tăng bạn bè vào xem nha. Hôm nay là những trận đấu cuối cùng của giải rồi. Ok tốt, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Nghĩa Nghĩa. Phía sân bên này, Học viện Tài chính đang dẫn trước Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao đến tỷ số 11-2. Điểm số 4-2. Điểm số 5-2 cho Đại học Mỏ Địa chất. Ôi, xin chào anh Lê Tuấn. Cảm ơn anh Tuấn Anh Bùi. Đội điểm 3-5. Đôi Học viện Hậu cần tên là Hải Thắng hay sao ấy? Hải Trường. Ôi, thưởng 5 điểm. Ai bắt độ 50 với em ấy nhở? Comment cái. Em vẫn nhận mà. Thẻ 50. Vừa nãy có anh gì gã ấy. Điểm số 64.
Ai nhận thì comment vào đây để biết nhá. Không có tí nữa mọi người được ăn là Hùng không trả đấy. Có một anh gì thôi, có mỗi một anh thôi, Hùng nhận một người thôi. Rất tốt. Đội điểm 5-6. Bên này Học viện Tài chính đánh nhàn quá nhỉ. Cầu không qua lưới, điểm 6 đều. Nãy anh nào bảo bắt mà Hùng bảo bắt 50 chả thấy bắt nhở. Bắt cho vui thôi, không nhận thì thôi nhở. Điểm số 7-6 cho Học viện Hậu Cần. Trận này rất căng. Từ từ ơi Dương ơi. Được cầu tốt, đội điểm 7-8. Nói chung là trận này ngang, bắt độ là hơi bị được đấy ạ. Trận này ngang, bắt độ là quá chuẩn. Điểm số 9-7 cho Học viện Hậu Cần. Rồi, 2. Đội điểm 8-9. Dương tự tin lên. Đập cầu rất tốt. Điểm số 9 đều. Tốt. Bên kia đập nặng phết anh em ạ. Điểm số 19 cho Học viện Hậu Cần. Trận này căng đấy. Hello anh Trần Hoàng Long, ngang nhau anh ạ. Mạnh hơn thì cũng chả mạnh hơn. Tí nữa thắng thua thì cũng không thể nói đứa nào mạnh hơn được. Nói chung đánh khá ngang. Em là em sợ rằng em đang uống nước của em, nó tâm lý thôi. Nhưng nó đánh đúng tay, đánh hay lắm. Dương cố lên. Rồi, điểm số 10 đều. Điểm số 12-11 căng đét. Trận bên này 2-3-9 anh em ạ. Tài chính đánh quá nhàn. Đập tốt nhá.
Quả đập cầu quá mạnh của vận động viên Khánh đấy ông ở địa chất. Không đập được thì chém Dương ơi. Trận đấu có một set 25 thôi mọi người ạ. Đâm ra là đánh run phết đấy. Lên lưới rất nhanh. Rồi. Ở trận sân bên cạnh, Tài Chính đang dẫn 24-12. Trận đấu phải nói là quá nhanh. Bán kết vẫn đánh một set 25 thôi anh ơi. 13-12. Trận đấu xem bên cạnh đã kết thúc 25-14 cho Học viện Tài chính. Ôi, xin chào Bảo Trần Gia nhá. Số 13-12. Rất hay, đập căng. 14-12 Học viện Hậu Cần. Trên sân Quốc Học tí nữa đánh chung kết. Đôi Nam 18. Anh Lam Trung học phổ thông Trung Văn. Quý Quân Trung học phổ thông An Dương Vương. Điểm 19-14 Học viện Hậu Cần rồi. Hai đứa em mình teo rồi. Bên kia nó bình tĩnh hơn, bên mình tâm lý hơn. 15-19. Thank you.
một set 24-25 thôi nên là rất là run. Vội rồi. 20-15 rồi. Hai thằng em tâm lý không được ổn định cho lắm. Tỷ số 21-15. Cầu lật lưới. Rất may. 22-15 rồi. Khả năng phát này teo thật rồi. Quái là quả đấy cũng ăn vậy. 23-16. Hai mươi bốn mười sáu đánh tâm lý đấy. Điểm số 17-24. Mười chín 24 giờ cố khó rồi, còn một điểm nữa họ về đích rồi. Chúng kết nam trẻ em đang quay lại bằng điện thoại khác rồi ạ. Mỗi máy sẽ dùng cho một sân thôi. Nhưng là nếu mọi người muốn xem chung kết nam trẻ thì có thể xem trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton sau nha. Ngày 10-24. Giờ mới đánh thì làm sao mà cố được nữa. Sao 25-20 trận đấu kết thúc. Xin chúc mừng đơn vị học viện hậu cần bước vào trận chung kết gặp học viện tài chính. Hùng sẽ live stream trận đấy. Tí nữa mọi người xem nhau.